Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác có niềm đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc. Các bác đang truy cập vào kênh YouTube Điện Máy Hoàng Quân, kênh em chuyên mua bán giới thiệu và test các sản phẩm âm thanh bãi, các dòng loa nghe nhạc và hát karaoke của Nhật, Mỹ, châu Âu. Hàng bãi, đảm bảo uy tín chất lượng. Địa chỉ cửa hàng tại Thị Tứ, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0976 119504 hoặc 0984 804715. Em làm clip test và báo giá một cặp loa ngon bổ rẻ. Cặp loa có tên là Diatone SS600. Vâng, cặp loa này có thiết kế 2 bát 25cm và một chép giấy. Hai bát 25cm, gân vại xếp ngược tầm dầu, còn nguyên zin, chưa động chạm gì đến và màng cũng zin hết, rất là đẹp. Em sẽ quay toàn cảnh cặp loa. Rất là đẹp. Trở kháng là 8 ohm, công suất là 50W trên một thùng loa, dễ ghép âm đi. Và em cũng xin báo giá luôn, cặp loa này các em bán với mức giá vô cùng rẻ, 4.500.000 đồng. Về chất âm thì là cặp loa cho chất âm nghe nhạc rất là tí tách, rất là hay. Và bây giờ em xin test cặp loa. Cặp loa nguyên zin hoàn toàn. Hoàng hôn dần buông mà ai
Vâng, em xin báo giá lại cặp loa Diatol SS600 cường em đang bán với giá 4.500.000 đồng. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu đôi loa hãy gọi điện qua hai số điện thoại 0976 119504 hoặc 0984 804 715. Các bác xem video đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật cho mình những video mới nhất từ cửa hàng. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã xem.